mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay phải nói là một ngày rất là đẹp trời các anh chị, về thêm được hai chiếc xe phải nói là cực kỳ hot và cực kỳ lướt để phục vụ cho các anh chị nha. Mitsubishi Xpander số tự động đời 2020 mới lướt nhẹ 12.000 km thôi các anh chị, biển Sài Gòn màu bạc nha. Rồi chiếc này Xpander số tự động đời 2019, một chủ sử dụng từ đầu tới nay, mới đi có 9.500 km thôi, phải nói đi rất là ít như một chiếc xe trùm mền các anh chị ha. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 578 triệu nè. Thì bây giờ Tiền sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này trước. Các anh chị có quan tâm tới chiếc xe kia thì liên hệ Tiền, Tiền sẽ gửi video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu đen các anh chị, mang biển số 61 là Bình Dương nha. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nè. Xe đi có 9.500 km thôi, như một chiếc xe mới, giờ không biết kiểm tra gì cho các anh chị luôn á. Rồi xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình nó tầm khoảng 6 đến 7 lít thôi các anh chị nha. 61A66084 nè, đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền nha. Nắp capo không trầy xước, những mối nối cực kỳ đẹp, cản không trầy, chỉ có dơ thôi. Xe mới về vừa đậu ra là Tiền quay cho mọi người luôn, chưa kịp vệ sinh gì hết các anh chị nha. Năm vỏ zin heo xe, lớp dự phòng chưa chạm đất, độ gây gió còn cực kỳ sâu. Những cái ga li ti là vẫn còn nè các anh chị. Mâm không một vết trầy xước gì hết các anh chị nha. Đây vỏ zin nè, tuần thứ 23 của 2019 nha. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 10 năm 2023 nè. Ở đây thì có dán phim cho mình, tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa một chạm nha. Phần bên hông xe cũng không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết. Mica đèn còn rất là đẹp ha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Những chiếc xe lướt như thế này thì Tiền sẽ bỏ qua luôn cái phần keo chỉ và những cái phần ốc ác ha. Xe lướt quá rồi các anh chị. Rồi, ở phía sau thì để Tiền xem, có một cái cam lùi, chưa có cảm biến lùi các anh chị ha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tiền luôn nhé. Nhìn sơ phần gầm giúp Tiền. Đây, lớp dự phòng còn mới 100%, chưa chạm đất, còn cái đường viền sơn luôn các anh chị ha. Rồi, hàng ghế thứ ba là được gập lại nè. Hầu như là hàng ghế thứ ba không có sử dụng tới các anh chị. Những phần nhựa và những phần bể tì tai là kiếm một vết trầy xước không có luôn các anh chị ha. Đấy, không có luôn nha. Phần nỉ phải nói là rất là sạch sẽ luôn á, như những chiếc Xpander khác. Và cái ngăn để đồ, đây, đồ nghề bên này, con đội tay quay, đồ nghề còn đầy đủ các anh chị nha. Rồi, ok nha. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất nè các anh chị. Xe bên Tuyền bán ra thì có bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Xe này thì còn nguyên zin toàn bộ từ đầu tới đuôi luôn nha. Ghế nỉ nguyên zin phải nói là rất là mới, không dơ luôn các anh chị. Sang thì sang nguyên bản, trần nguyên bản, rất là sạch sẽ nè. Xe này nếu mà các anh chị nào mình mua về mình đi gia đình mình kỹ nữa thì mình bọc ghế da cho dễ vệ sinh các anh chị nhé. Rồi đây, chìa khóa của Xpander các anh chị ha. Thì sẽ nổ máy nha. Trời nóng quá phải nổ máy cho mát thôi. Rồi vô lăng không trầy xước, không hao mòn, còn cực kỳ mới luôn. Logo rất là đẹp, những nút bấm không mờ chữ hay là mất số gì hết ha. Đồng hồ nè các anh chị, 9.522 km nha. Để Tiền xem cái thẻ nhắc nhở bảo dưỡng. Ở đây thì Tiền không có thấy nó ghi ngày. Không thấy ghi ngày rồi. Rồi ok, trên đây táp lô không có bị trầy xước gì hết các anh chị nha. Một cái màn hình zin theo xe, vàng lạnh, cần số còn rất là đẹp hết ha. Rồi, đây những cái ni lông nè. Những cái ni lông từ nhà máy vẫn còn chưa tháo hết nữa nè các anh chị. Xe này mới lắm, như một chiếc xe trong hãng nha. Bây giờ mình tiến về phía trước, mình kiểm tra sơ một vòng keo chỉ các anh chị nha. Keo chỉ của nắp capo cũng như là ốc máy này kia ha. Rồi, các anh chị nào mà thích chiếc này thì phải nhanh tay liên hệ Tiền để chốt cọc ngay, vì dự kiến là hai xe này sẽ bay rất là nhanh. Ốc của nắp carbon, keo chỉ carbon. Đấy, nguyên zin ha, tem mát từ nhà máy vẫn còn. Ốc máy nè các anh chị, ốc ác sơn phết nguyên zin ha, tem mát từ nhà máy vẫn còn. Nếu các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nha. Còn nếu mà muốn chắc thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị ha.
Rồi Tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha, Mitsubishi Xpander số tự động đời 2019 nè, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha, mới đi có 9.500 km thôi. Bên Tiên đang bán xe này với giá là 578 triệu các anh chị ha. Ở giá ở đây Tiên bác thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiên qua số điện thoại bên dưới hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Và nhanh tay liên hệ Tiên để sở hữu em này ngay nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa, thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì có thể là xem qua video chi tiết xe của Tiền ngày hôm nay đi, rồi chuyển khoản đặt cọc cho bên Tiền tầm khoảng 20 triệu để giữ xe các anh chị. Hoặc là rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe ha. Đi tiết hãng đúng với những gì bên Tiền cam kết, đúng với những gì bên Tiền làm video thì mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Còn nếu được nữa thì bên Tiền sẽ hỗ trợ giao xe về tận nhà cho các anh chị luôn. Nên là các anh chị không có mất mát thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè để là comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào theo dõi kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.